San tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu được tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu được cũng rất là mong các cô bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu được sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đến hôm nay thì cháu Lực đã lấy đủ cái số vật liệu rồi cô bác. Bây giờ gạch thì bây giờ chỉ lấy 6 nghìn trước thôi. Lúc nào mà vận chuyển hết chỗ này rồi thì cháu Lực sẽ tiếp tục là lấy gạch vào sâu cô bác. Có một số cô bác nói với cháu Lực rằng là đổ cái sỏi này với lại cắt xuống thì sao không dùng bạt để che thưa. Dạ thưa các bác là ở dưới này thì nó đã là cái nền mà bằng bê tông rồi. Thì bây giờ cháu được đổ xuống thì cháu được sẽ không cần phải là để thêm một lớp bạt nữa các bác. Còn ở phía góc bên kia thì là cháu được đổ gạch vào đấy thì cho nên là mình cũng không phải là đổ, không cần phải là để bạt vào đây các bác. Thấy tối hôm qua thì mấy anh em ngủ ở đây này các bác ơi. Tối nay thì nếu mà cháu được với lại
em thử chưa có chở hết vật liệu thì tiếp tục là tới đây thì mấy em sẽ ngủ ở đây thêm một hôm nữa cô bác này. Vừa rồi cháu được cũng có xem dự báo thời tiết là ngày mai ngày kia thì sẽ có một cái cơn bão về cô bác. Nhưng bây giờ chắc là không. Bây giờ thì chắc là phải vận chuyển nốt cái phần xi còn nào không cô bác. Bây giờ xi thì vận chuyển ra bên kia thì anh em lại phải bố trí để cái chỗ mà để xi đó, kê cho nó lên thật cao đó cô bác ạ. Bây giờ thì tự chở một tí là chủ nhà. Thấy đi xuống đây thôi. Cái viên cải tạo này một viên bao nhiêu? Đó. Bây giờ vật liệu thì sẽ xếp lên ở trên cái cây luôn này cô bác này, để cho nó cao thì sau này mà mưa hay là nước nó không dính vào. 80 bao thì chắc là xếp đủ chỗ này rồi cô bác. Đây, bây giờ xi thì cháu Lực cũng chỉ là lấy 80 bao trước thôi. Sử thì vừa rồi đi làm một chuyến về rồi. Thế bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ đi chở liên tục thì độ tầm 2-3 tiếng thì chắc là cũng hết rồi cô bác. Đau quá. Đêm nay là sẽ mưa các bác, tại vì là cháu Lực cũng xem dự báo thời tiết rồi rằng là có một cái cơn bão ấy. Mỗi lần là được 2 bao thôi nhỉ, sư nhờ. Nào, dựng lên trong giữa lên đi. Có được không? Tối nay là nếu mà chưa hết thì chắc anh em mình phải ở đây trông sát đấy. Ôi chắc tí phải đeo khẩu trang ấy. Thế nhỉ? Sao chết đây? Chưa? Chết đây. Đây này luôn. Đây luôn á? Ba này thủng thì mình chở sau đi. Ba thủng á? Ôi trời ơi. Lên. Buộc từ xe một à? Dưới kia luôn à? Ôi dạ.
thả thả lên bỏ ra. Buông ra. Để chở xi thì rất là bụi các bác ạ. Một tí đấy thì mấy anh em sẽ đeo khẩu trang vừa rồi thì cái túi của cháu Lực để bên kia. Hôm nay Vân không ở nhà à? À, đi chơi rồi à? Không biết chú có xử đi đâu nhỉ? Đi đây nào? Hả? Ra đây. Ồ, lại lấy tài xử lạc xi măng nhỉ? Vừa tái lạc ra. Vừa tái lạc ra. Vừa tái lạc không? Đó. Tôi không viên tái lạc văn mê. Đó.
Thế sau một quãng thời gian mà anh em chở thì có được có 1, 2, 3, 4, 5 được là xử lý được 3 chuyến. Cháu được chở được 2 chuyến cô bác. Nó là chở xi này thì rất là bụi nên phải đeo khẩu trang vào. Ngồi nghỉ đã Sứ ơi. Ngồi nghỉ đã. Ra đây ngồi nghỉ đã. Hôm nay thì cháu Lực lấy con xe cú của cháu Lực lên chở để giúp em Sử chở vật liệu cô bác. Em Sử thì vẫn còn phải lấy xe của em mới chở một chút. Hay chắc là cháu Lực cũng để lại con xe cho em Sử để em ấy chở vật liệu cho nó ấy hơn cô bác. Thế hôm nay thì coi như là hai anh em chở thì lấy xe mới của Sử chở một hôm. Cái con xe của cháu Lực thì nó cũng từ rất là lâu rồi, thành ra là chở vật liệu thì nó bị ngá thì cũng chẳng có vấn đề gì. Cô nghỉ đã. Đang ngắm xe à? Ngắm xe hả? À? Có bị chóc vẩy thế nào không? Không bị đâu à? Anh xem dự báo thời tiết là nó bảo là mai mưa đấy. Anh em phải cố gắng xem là vận chuyển được hết không. Nếu mà không hết thì một tí nữa anh em mình sẽ đào ránh xung quanh nó. Khi là tối nay anh em mình lại phải ở lại để trong vật liệu đấy. Hôm nay thì sẽ không có ai để hộ Sử của bác. Hôm nay thì cũng là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật thì ở chỗ khu của em Sử thì là ngày người ta không làm việc đấy cô bác. Bụi đấy nhỉ? Không mặc dây tay à? Mặc áo dây tay đi. Đi tắm luôn à? Thì tắm xong mà lại ra trong vật liệu nhỉ? Thấy cái áo của Sử đang mặc là từ cái áo mà chắc phải tầm 3 tháng trước rồi. Anh đưa cho Sử ấy nhỉ? Đấy, trước mà cháu Lực vừa mới lên chia sẻ các em thì cũng chưa có cô bác nào gửi quần áo lên cho các em ấy cô bác. Thành ra là cháu Lực những cái bộ quần áo mà cháu Lực không mặc tới ấy cô bác. Đấy, thì mẹ cháu Lực cũng đã giặt để lại gấp gọn gàng và rất là lâu rồi. Thành ra là em Sử có mặc vừa thì cháu Lực sẽ đưa cho em Sử luôn. Sử thì có vẻ là 4 tháng nay có vẻ là lớn hơn một chút rồi nhỉ? Sử thì 4 tháng nay thì có vẻ là lên cân một chút đấy. Hãy cố gắng độ tầm mệt chỉ tầm một độ 2 tháng thôi là anh em mình cũng làm xong cái nhà rồi. Đấy thì đến lúc đấy thì không phải lo nghĩ về mà ở một cái ngôi nhà mà nó lạnh lẽo nữa. Ở một cái ngôi nhà mới luôn. Hay còn cắt thì chắc là ngày mai vận chuyển lên đấy Sử ạ. Đổ vào đây này. Đổ vào đây này. Đấy. Cắt chắc là để riêng, cắt đổ bê tông là để riêng nhá. Sỏi là để riêng nhá, không được trộn với nhau đâu. Có khi là mình để chỗ này cũng được này, cào có chỗ này thôi. Cào chỗ này lấp cào chỗ này là được. Xem ở trên kia nếu mà chỗ nào mà bằng bằng đó thì mình để nó trên kia nữa. Bây giờ thì anh em mình lại tiếp tục đi chở tiếp rồi nhỉ. Hãy để anh quay xe nữa.
Xe đẹp đấy nhỉ? Cho về đấy. Ôi, xe đẹp hết rồi nhỉ? 2, 3, 1 à, người chỉ còn hơn. Này, rồi đưa anh một con. Bây giờ chủ nhân kia nhập đẹp đẹp đấy nhá. Đây là một con này. Hôm qua thì, vừa rồi thì cháu được có xem thời tiết đó các bác. Thì có một cái cơn bão với nó chuẩn bị tới. Thì sợ là nó ảnh hưởng tới trên này thì bây giờ thời gian là chúng được là phải chưa vận chuyển hết đấy cô bác, thì đêm thì chúng được phải làm cho nó đàng hoàng cô bác, sợ là nó mưa mấy tiếng đồng hồ thì nó cũng chảy xuống bên kia, thành ra là nó bị xì nó bị chết. Chú đã để anh lại nhá. Cuốc tạo thành một khe khe đó. Đây tận đây nhỉ? Và cuối tận đây xung quanh của nó hết rồi. Nó rơi xuống không phải cho nước nó chảy từ trên kia thì nó rơi xuống luôn. Ui làm anh chiến sĩ cũng bỏ hết tay rồi nhỉ. Xem nào. Đấy, cô bác có nhìn thấy cái này rất là chắc cô bác nhé. Chắc cô bác này nhìn thấy là cái gạch này rất là chắc này cô bác này, không có vấn đề gì cả. Chắc chứ chứ nhỉ? Cào thế lên chứ nhỉ?
không cần vòng ra kia đâu, đến đấy được, được rồi, đây có bụi tre này nó không lấy đâu. Đây có bụi tre nó không xin xuống. Nhưng mà tí phải xuống kia, cho sâu một tí nha. Dánh to vào em ạ, xử. Dánh to vào. To, dánh to to một tí xử ơi. Xong rồi. Nào sửa ở đây được nhá. Sửa ơi. Nhìn nhá. Để cho cô mắt rồi đấy. Đây chưa. Chắc là mình có bao tải đấy. Có bao tải chở ấy. Đi, đẩy bạt ra, đẩy bạt vào trong. Đấy. Mạnh mẽ lên. Chỗ đấy không có cái gì, thế thôi. Bao này có cần nhấc vào trong không? Mưa hất vào đấy. Nhất là cái xi măng đó các bác, xi măng thì có thể là nó ngấm nước chỉ trong vài phút thôi thì xi nó đã hỏng rồi, còn sắt thì nó chỉ là bị dỉ hóa đơn, không có vấn đề gì cả, mình không có để lâu các. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi vào trong kia để tháo cái tấm bạt hôm qua mà mấy anh em quay ở kia ngủ ấy, tháo đi ra che ở cái chỗ mà mấy anh em chặt xi ra này, số 4 này. Hôm qua thì mấy anh em ngủ đây qua luôn một đêm thì các bác này. Sao ấy? Kéo. Kéo đi, cùng với nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ thì mấy anh em sẽ lại di chuyển ra bên kia để che nốt cái chỗ bạt và che nốt cái chỗ xi mà mấy anh em. Nhưng mà ship đấy luôn à? Chết ra cho nó gần gần tí sửa anh nhấc ra đây sửa mà. Ôi giời, đi cổ. Nào. Ném về trên luôn. Từ từ nhá chú nhá. Xe đang đây nhiều quá. Chú đi chở rơm về à? Lắc phang nào đâu. Nào sửa anh em mình phủ qua đi, phủ cho nó nhanh, phủ cho nhanh cho chú chọn cái xe. Cái xe xong cho chú đi đi xuống đi. Xem dài quá thì gấp gấp làm đôi đi em ơi. Gấp làm đôi đi. Đấy. Cao lên nhá. Cho tí đá vào đè luôn em ơi. Sợ đêm mà gió ấy. Cất xe em kia đi nhá. Thế bây giờ thì chỉ có che được như này thôi cô bác. Thế hôm nay mấy anh em chỉ có chở được được mỗi người là 4 chuyến cô bác. Thế cũng được 10 máy bao rồi. Thế bây giờ thì người cũng khá là bụi bặm rồi cô bác. Thế có lẽ là chắc là cái thức phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây cho cô bác ạ. Trời thì bây giờ cũng đã gần lặn rồi cô bác. Bây giờ từ ở phía nhà của các em ấy nhìn ra bên kia có một cái view gọi là nhìn cái hoàng hôn rất là đẹp cô bác. Đấy. Và một cái hoàng hôn mà chuẩn bị rơi xuống là kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của chúng ta rồi cô bác. Còn cháu Lực cũng xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị đang theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì mấy anh em cũng khá thấm là mệt rồi cô bác ạ. Đấy, cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác. Xử lý hôm nay có mệt không? Mệt chưa? Đấy, bây giờ thì đi tắm đi nhờ. Thấy người trong người ai cũng bụi cái xi măng nó dính hết cho người rồi cô bác, cho nên là phải đi tắm một chút đã. Xử thì không muốn đeo khẩu trang mấy à? Đeo khẩu trang thì làm sao? Mệt quá. Mệt quá à? Xử thì đeo khẩu trang không quen cô bác, cho nên là chắc em ấy hơi khó thở một chút. Nhưng mà cái này mình đeo để mình tránh cái bụi xi măng nó bay vào mồm mình á. Đấy, cho nên là bắt buộc mình phải đeo nhá. Đấy, còn là cái thước phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.